Alo, alo, xin chào tất cả các bạn. Quỳnh Nga đang có mặt tại quán Việt Tonic, quán nấu những món ngon của Việt Nam và sushi bar. Nằm trên phố Cottbus Strasse 19, 10999 Berlin. Và chỉ đi một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến được chợ Thổ. Chỉ khoảng độ 200m thôi, đi qua cầu kia là chúng ta sẽ thấy chợ Thổ. Và đây cũng là cái nơi mà Quỳnh Nga rất hay đi chợ và không hề biết là đây có cái quán này. Hôm nay rất là vui là được một người bạn mời đến đây ăn và Quỳnh Nga đã rất là muốn giới thiệu với mọi người các món ngon ở đây bởi vì ăn thấy ngon quá. Xin mời mọi người nhé. Vâng, hello hello, hôm nay Quỳnh Nga gặp một nhóm người Việt Nam đang đặt đồ ăn ở đây. Rất là ngon, món Việt Nam rất là ngon. Alo, alo, xin chào mọi người nhá. Xin chào nào. Alo. Lạng sữa quay, Việt Tonic 2. Chủ quán Tâm Y. Chúc mọi người ăn ngon nhá. Món dê thái chanh rất là ngon. Món dê tái chanh thơm lừng. Các bạn thân mến, vào đây là món nộm có bò. Nhóm của Quỳnh Nga ăn vèo cái là hết món này. Ngon lắm. Các bạn thân mến, đây là món cơm rang chay. Alo, alo, các bạn thân mến, đây là con heo quay. Con heo sữa rất là ngon, rất là giòn. Và thực tế ra là hôm nay cũng là một cái may mắn như Quỳnh Nga nói, như là mình đến không phải ăn món này. Nhưng mà ông chủ rất là hay, ông cho mình vào quay cái con heo quay này để mình đi quảng cáo cho các bạn. Ai thích thì chúng ta có thể đến đây để đặt nhé. Và các bạn có biết không, đây là một cái quán rất là dễ tìm thôi, ngay gần chợ Thổ mà chúng ta hay đi chợ Thổ đó. Ở phố Cottbusser Strasse 19, 10999 Berlin. Và các bạn nào mà đặt theo thì chúng ta hãy gọi điện cho anh Chiến theo số điện thoại 0152 5871 7855 nhé. Để chúng ta đặt tiệc và đặt về gia đình nhà mình. Và Quỳnh Nga cũng biết là đấy, như hôm nay là hội của Quỳnh Nga cũng đã đặt rất là nhiều món để mang về. Tất nhiên là không có con heo này, bởi vì là nếu mà muốn đặt heo quay thì chúng ta phải đến đây cơ, chúng ta mới, tức là chúng ta phải gọi điện trước thì gia đình mới chuẩn bị. Nhưng hôm nay thì nhà của bạn Quỳnh Nga cũng đã đặt rất là nhiều món rồi. Đặt lẩu ngan, rồi thì tôm, rồi thì gà rang muối và xôi xá xíu rất là ngon để mang về. Nhưng mà riêng con heo quay này thì hẹn với cả ông chủ lần sau Quỳnh Nga sẽ đến, Quỳnh Nga đặt. Nhất định là sẽ đặt con heo này. Bởi vì mà ở đây các bạn có thể gọi điện thoại theo số máy tường cũng được, 030-2355-3996 để chúng ta đặt nhé. Vâng, các bạn thân mến, Quỳnh Nga rất là vui được ông chủ cho vào xem quay con lợn sữa. Và các quý vị nhìn có ngon không? Con lợn sữa này rất là ngon. Nếu quý vị nào mà muốn thưởng thức heo sữa quay và vịt quay thì hãy liên hệ ngay nhé. Quỳnh Nga cũng có thể nói số telephone của anh Chiến, vì Quỳnh Nga cũng đang đặt hàng của anh, 0152 5871 7855, 0152 5871 7855 các quý vị nhé. Wow, con lợn ngon quá. Các bạn thân mến, đây là con heo đã thành phẩm, rất là ngon. Món gà rang muối rất ngon. Đây là món lẩu lếch, món Việt Nam đang chuẩn bị ra. Thân mến, đây là món vịt chay nhá. Vâng, và đây là một món cũng đặc biệt nữa và Quỳnh Nga rất là thích. Vó bò, hoa chuối, ngó sen. Nhưng mình đang nói vui là các bạn đặt vó bò về các bạn ăn được, chứ mình thì mình chỉ ăn nộm không thôi. Ngon lắm. Nộm hoa chuối ngon tuyệt vời luôn. Mình không biết ăn vó bò, nhưng mà ở đây các bạn mình ăn thì khen ngon vô cùng các bạn ạ.
khăn rồi còn đặt về đây, những người nhà sẽ được nếm nhé, chờ Quỳnh Nga nhé. Vâng, ăn một thì muốn ăn hai các quý vị ơi, đây là món xôi xá xíu nhé. Mấy chị em vừa mới ăn xong thấy ngon quá và bây giờ lại đặt về để cho người ở nhà ăn đây. Ngon lắm, xôi xá xíu, màu sắc cũng rất là đẹp và thịt xá xíu trông rất là ngon. Cả lẩu thì ăn kèm với cả salad cũng đặc biệt luôn, rất ngon, rau tươi. Vâng các bạn thân mến, và đây là lợn quay, những chú lợn sữa rất là ngon. Các quý vị có thể đặt theo ý muốn. Gan và lợn sữa đây. Ngon quá. Nên quán cũng xin giới thiệu đây là món tôm nướng spargo. Rất là ngon. Đây là món lẩu ngan om sấu và đây là nồi sấu này. Đây là sấu và vâng, đây là ngan này. Rất là ngon các quý vị ạ. Và rất là ngạc nhiên là giá cả rất là phải chăng nhá các quý vị. Đến đây ăn thì sẽ biết giá cả rất là tuyệt vời luôn. Ngan ngon lắm. Wow, miếng ngan ngon chưa? Không phải là xương sẩu đâu nhá, mà là miếng ngan luôn, ngon luôn. Ông chủ ơi, ông có thể cho biết là quay như nào mà trông lại ngon như này nhỉ? Công nghệ giỏi thế. Báo cáo với toàn thể bà con là đây là vịt của chúng tôi, là chúng tôi làm theo cái phương pháp là vịt quay lá bóc mật đấy. Thì nó rất là đặc biệt, rất là ngon. Thế thì tất cả quý vị và tất cả các bà con chúng ta cứ xem và thưởng thức. Cái món rất là ngon và vịt rất là giòn, tươi đẹp. Tôi cũng vừa mới thưởng thức xong, ngon tuyệt vời luôn đấy. Và rất là cảm ơn đã cho Quỳnh Nga vào đây để quay. Các bạn ơi hãy đến đây đặt hàng nhé. Quỳnh Nga sẽ nói địa chỉ rồi số điện thoại ở trong video để các bạn đến đây. Ngon lắm, Quỳnh Nga vừa thưởng thức xong và hôm nay cũng rất là cảm ơn một người bạn đã mời Nga đến đây để thưởng thức các món ngon ở đây. Và đây là những chú vịt nhìn đã muốn ăn rồi các quý vị ạ. Da giòn, ngon, màu sắc đẹp và ăn rất là ngon luôn. Miếng vịt dai, ngon chứ không bở như ăn ở những nơi khác, một số nơi Quỳnh Nga ăn rất là bở. Xin mời mọi người nhé. Vâng các bạn thân mến, đây là vịt quay. Quỳnh Nga cũng rất là vui hôm nay đến đây được một người bạn mời đến đây ăn, nhưng mà lại được ông chủ cho vào trong bếp để xem cái công nghệ quay như thế nào. Rất là ngon. Vâng. Cũng rất là đẹp và chỉ lát nữa thôi có một bàn ở Việt Nam cũng đến đây rồi đặt. Và các món ở đây Quỳnh Nga phải xin nói vì là không đắt một tí nào hết, mà nằm ở giữa đất của thổ, nhưng mà một quán Việt Nam nên mà cũng có rất là nhiều khách thổ ở đây ăn. Các bạn thân mến, đây là đĩa gà rang muối của bạn mình đến đây ăn, ngon quá và đã đặt về. Ngon lắm quý vị ạ. Quỳnh Nga đã ăn rồi và thấy rất là thích món này. Mùi thơm ngào ngạt. Và đây là giờ mở cửa. Hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 mở cửa từ 11 đến 23:30. Còn thứ 7 và chủ nhật thì mở từ 12 giờ đến 23 giờ. Fire Tap cũng mở từ 12 giờ đến 23 giờ. Các quý vị có thể gọi điện thoại theo số điện thoại 030 2352 3996 hoặc gọi theo số điện thoại cầm tay 0174 460021.